Xin chào anh em nha, chào mừng anh em đã quay lại kênh Di Động Hưng Phúc nha. Tiếp tục clip bán máy anh em sáng hôm nay nha. Xin nhắc lại số điện thoại đặt hàng bên mình là 0355 356 356. Quy định mua máy thì xin anh em vui lòng cọc trước cái cọc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cọc 100k Viettel. Nhắn với mình họ tên địa chỉ cùng với cái máy cần mua là mình sẽ ship hàng cho anh em nha. Tất cả các máy bán ra thì mình có ship code toàn quốc nha. Anh em nào mà tiến tướng chịu khoản thắng thì mình bao ship. Còn anh em nào mà cọc cạc thì vui lòng chịu phí ship cho mình nha. Máy nhận tới nơi á, anh em cứ khui hàng là kiểm tra thoải mái trước khi thanh toán tiền shipper. Chỉ như vậy thôi chứ không có gì hết. Anh em nào mà chưa có tháng thì mình bao ship. Xin nhắc lại. Rồi, mình không dây dòng nữa, mình sẽ giới thiệu máy hôm nay cho anh em luôn. Hôm nay mình có neo 7 nè anh em. Oppo neo 7 nha, bán nội địa còn 2 cây. Còn 2 cây máy nói chung là ngồi thành đẹp nha. Hôm nay RAM 2GB nha anh em. Bán nội địa RAM 2GB nha. RAM 2 còn giống 16, 2 con giống nhau hết. Chả khác gì. RAM 2GB nè anh em. Bộ nhớ 16GB nha. Màn hình thì 5 inch. Chức năng hoạt động ngon nha. Con này chạy rất là mượt. Neo 7 nha anh em. Neo 7 nhưng mà bản nội địa xài rất là sướng ha. Màn hình 5 inch nha anh em. RAM 2 16 ha, pin 2420. Chức năng hoạt động ổn định nha. Hai con giống nhau hết nha anh em. Máy đẹp ha, toàn tình trạng tầm 97-98 trở lên ha. Con này để em nha, 850 nha. 850 kèm sạc dán kính cho anh em luôn nha. Còn hai coi xa hết luôn. Tiếp theo là anh em là con Wheeler. Mình còn con Wheeler này. Màn hình 550 nha. RAM 1GB nha anh em, bộ nhớ 8 ha. Pin con này là 2007. Máy hiển thị sắc nét nha, màn hình rất là nét. Đó. Bàn phím cảm ứng mượt mà ha. Nói chung máy dòng máy này non em thôi, nhưng mà xài còn ok. Đó. Giá 590.000 thôi nè. 590.000 kẹp sạc dán kính luôn. 590 ha. Còn một cây duy nhất Wheeler. Màn hình 5.5 anh em, nó không rộng nha. Tiếp theo cho anh em là một con Reaper Pro này. Con này là vỏ thay mới cho anh em này nha. Vỏ thay như vỏ ring luôn, mới kem. Màn ring nha, con này cam kết anh em là màn ring. Mình thay mình biết ha, thay vỏ thôi. Thì vỏ nó hơi cũ, còn màn nó còn đẹp, mình đi im. Đó. Máy hiển thị sắc nét luôn. Còn pin không ta? Pin chắc gần hết rồi, mình chưa sạc. Đó, màn cực đẹp nha. Reaper Pro, màn hình 5.5 nha anh em. RAM 332, pin 3.300 nha. Con này hết pin. Chết nó gần hết pin nha. Đó. Để anh em giá con này là 1750 nha. 1750, đẹp kem. Chỉ việc bỏ sim vô là xài thôi. Máy quá đẹp, kèm sạc dán kính cường lực cho anh em trước khi gửi máy ha. Ok nha anh em. Chức năng full ha. Tiếp theo là hôm nay máy anh em hay gọi là anh em mình còn con iPad 2 này nè. Anh em thích thì mua nha. Về xem YouTube mua Covid nha. Màn hình rất lớn, màn hình 9.7 nha. Pin màn hình 9.7, iPad 2 bản Wi-Fi 16GB. Đó. Máy ngoại hình còn ok. Xuất sắc nhẹ thôi, không đáng kể ha. Nói chung máy cũ thì anh em bỏ qua một tí, xuất sắc không đáng kể. iPad 2 bản Wi-Fi, loa lát rồi nghe rất là êm nha. Đó, loa đồ nghe rất là ok. iPad 2 nha anh em, chức năng này mình cũng đã tải về cho anh em rồi, xem YouTube rất là mượt nha. Hôm nay để anh em giá 1.500.000 nha. 1.500.000 nha anh em, kèm sạc theo máy cho anh em luôn. Và một con tab Lenovo 7 inch này, con này thanh lý giá rẻ cho anh em này. Màn hình 7 inch Lenovo. Ở đây có sức sức nhẹ nhẹ, còn đẹp ha. Còn lại là tổng thể đẹp, kính đẹp. Đó, tab Lenovo nha. Màn hình 7 inch. Chức năng hoạt động ok nha. Con Lenovo này để anh em giá 790.000. 790k kèm sạc cho anh em luôn. Đó, hai con tab trong clip hôm nay. Tiếp theo là một con Samsung A750. Con này thay vỏ mới keng rồi, màn ring nha anh em. Màn ring có vài cọng lông mèo nha, đại giá ngược lực cho anh em rồi. Samsung A750, màn hình 6 inch. RAM 464 nha, pin 3.5. Ha, thay vỏ đẹp keng nha anh em ạ. Màn ring. Đó. Màn này chưa thay. Màn còn theo máy. Đó, hiển thị sắc nét nha. Samsung A750. Chức năng hoạt động đỉnh luôn nha. Ok, full chức năng.
A7. Rồi, cảm ứng mượt mà nha, màn hình sáng đẹp nha. Con này đến em giá 2 triệu 1, nhanh gọn luôn, 2 triệu 1 thôi. Kèm sạc dán kính luôn. Máy cực đẹp luôn. Đó, không có xước xát gì hết anh em. Kính đẹp, kính thì có vài cọng lông mèo nhẹ thôi. 2 triệu 1 nha anh em. Tiếp theo là con Ri 7 cộng Samsung bản Việt Nam 2 SIM. Vỏ sale thì chưa có thay, có xước xát nhẹ. Xước xát nhẹ ha. Kính thì màn này màn thay mới, màn này thay mới cho anh em rồi. Samsung Ri 7 Plus anh em, Ri 7 cộng á. Này nó chế độ lọc sáng xanh nè, tắt đi. Đó cho tránh màn hình tí. Màn thay như zin nha anh em. Đó, màn đảo ổn định luôn. Còn em test màn cũng dễ lắm, anh em vô đây. Sao không thanh, sao thanh không sao thanh. Đó. Anh em vô cái mục tút này. Anh em test cảm ứng ha. Nếu mà nó không trở về ban đầu là màn đã bị liệt cảm ứng một điểm nào đó ha. Còn ở đây nếu mà anh em đi hết được nó trở về như thế này là màn ok nha. Đây là cách tắt mà test màn Samsung áp dụng gần như tất cả các máy Samsung. Test màn cho anh em cảm ứng rất mượt mà ok. RAM 4GB nha anh em, RAM 4 bộ nhớ 32, màn hình 5.5 ha, pin 3000. Con này vỏ hơi xước xước một tí, mình tính em 1.7 triệu thôi. Con này 1.7 triệu nha. Tiếp theo là một con Oppo A3s nha. Con này vỏ sale có xuất sắc thêm 5 tháng nha anh em. Vỏ chưa thay ha, màn còn kính còn rất là đẹp. Đó. Oppo A3s. Con này RAM 2/16 thôi, màn hình 6.2. Pin thì 4230. Pin 4230. Pin con này cũng trâu bò nha, dòng A3s thì pin nó cũng cực là trâu. Xài cũng lâu hết anh em. Con này đã đi cho anh em giá của nó là 1.650.000. Máy đẹp nha. Máy nói chung là còn rất ok. Giá 1.650.000 cho anh em, kèm sạc dán cực lực cho anh em trước khi chơi máy luôn. Một con Note 8 anh em, Samsung Note 8 bản hàng một SIM. Con này có lưng kẹp theo cho anh em luôn. Để mình coi cái vỏ còn đẹp không. Đó, lưng sale còn rất là ok nè. Lưng sale ok nha. Kính cũng ok luôn. Con này ám dưới thôi một tí thôi. Đó, ám màn tí thôi. Đó, còn rất đẹp. Nói chung là chả ám dưới nữa, chỉ vậy thôi. Con này nó 8 thì RAM 6 bộ nhớ 64 nha anh em, màn hình 6.3. Pin con này là 3300. Đó, Samsung Note 8, dòng Note thì anh em biết là xài rất là sướng nha. Bút biết theo máy còn nguyên hết ha. Đó. Còn nguyên luôn. Hoạt động ok. Con này là Note 8. Ok anh em, con này đến em giá 4.2 triệu nha. 4.2 triệu, máy còn rất là ok. Tiếp theo là một con V40 ThinkWiz LG anh em. Con này vỏ sao đẹp nha. Kính đẹp luôn, gần như không xước luôn anh em. Quá ok. Con này chip 845 anh em, cho game chuẩn luôn nha. Snapdragon 845. Cáp sạc Type-C. À con này RAM 6 anh em, bộ nhớ 64 ha, màn hình 6.4, pin 3300. Máy ngoại hình còn đẹp tầm 97. Đó, chức năng hoạt động ok nha. Phải các kiểu hệ thống giới thiệu này V40 ThinkWiz RAM 664, đem coi cho con này 1 SIM 2 SIM, 1 SIM nha anh em, 1 SIM nha, email một cái này đó, góc hàng luôn. Con này chip rất là mạnh, 845. Em này ra đi cho anh em giá 3.3 triệu nha, nhanh gọn luôn, 3.3 triệu V40. Tiếp theo là con Samsung A30 Việt Nam. Con này vỏ sale xước xác này, chưa thay mới luôn. Kính đẹp nha, đừng nghe kính lông mèo cực nhẹ. Nói chung là đẹp. Con này RAM 332, màn hình 6.4, pin 4000, ngoại hình thì vỏ sale hơi xấu. Thay nắp sale cũng rẻ thôi, anh em nào thích thì mình thay luôn nha. Thêm vài chục ngàn. Đó, mình chưa thay để theo máy bán luôn. Có nhiều anh em không thích thay á. A30 nha anh em. Con này để anh em giá 2.5 triệu nha. 2.5 triệu nha anh em, kèm sạc trang kính nha. Tiếp theo là một con A20s nhưng mà bán RAM 4 nha anh em. Con này RAM 464 anh em ơi. A20s RAM 464. Màn hình 6.5 nha, pin 4000. À vỏ sao đẹp nè. Màn đẹp luôn. Màn gần như không có xước xát máy ha. Đây. Cảm ứng vô tư luôn. Chức năng hoạt động ok nha. RAM 4 của như 64 anh em. Con này cấu hình cao này. A20s nó hai bản nha, bản RAM 332. Còn bản này RAM 464GB này, đó anh em thấy không? 64GB. A20s.
tiếng đang hoạt động ok, máy đẹp. Con này đến em giá 2 triệu 7 nhá, 2 triệu 7. Tiếp theo là một con M20 Samsung. M20, máy này thay vò mới anh em này. Màn không xước nha, kính đẹp. Đó, máy thì sắc nét ha. Chức năng hoạt động ok. M20. Pin 5000 anh em, con này pin trâu nha. Màn hình 6.3, RAM 332. Pin 5000, con này đến em giá 2.3 triệu. Tiếp theo là một con iPhone 5 SE. Con này là mình hay về. Nói chung là nhỏ gọn như 5S nhưng mà cấu hình 6S. Anh em lớn tuổi rất là thích ha. Vân tay vân chân đầy đủ, máy full vân tay quốc tế, máy quốc tế ha. Pin cao trên 80. Coi thử pin con này nhiều. 88 anh em, pin 88 ha, máy rất ok. 5S E 32GB full quốc tế, em reset thoải mái. Con này để anh em giá 1950. 195 em sạc dân kính. Tiếp theo cho anh em là một con Note 9 nha anh em, Samsung Note 9 bản Việt Nam 2 SIM. Con này màn hình 6.4 ha, RAM 6 của nhớ 128 nha. Của nhớ 128 anh em, pin 4000. Đó, con này kính đẹp keng nha, kính gần như không xước sát máy này. Đó, kính rất đẹp. Màn sau thì nắp sau màu xanh, xước sát nhẹ ha, ngoài cổng. Úp. Còn nha. Màn nó hai sọc nha anh em. Xin nói anh em luôn, nhắc lại cho anh em luôn là màn nó có hai sọc hai bên. Và con này mình đã test thoải mái rồi, không vấn đề hết ha. Màn bảo anh em 1 tháng. Bảo hành anh em 1 tháng màn không bị gì hết nha. Cho anh em xài thoải mái, không vấn đề hết ha. Và mình đã bản thân mình cũng đã test con này rất là lâu rồi. Xài rất là ok, Samsung Note 9 bản 2 SIM. Rồi, thì 324 với 322. Nó là hai SIM. Con này là Note 9 nha nè, bản Việt Nam nha. Chức năng hoạt động ok, mọi chức năng full. RAM 6 bộ nhớ 128GB. Con này ra đi cho anh em Note 9 4.2 triệu. Con này giá 4.2 triệu nha anh em. Màn bao anh em xài thoải mái, không có đề hết. Hai đường ngang thôi, không ảnh hưởng. Xài còn rất ok. Giá 42 em sạc. Tiếp theo là một con Samsung J737 bản Hàn. Con này vỏ xe cũng còn rất là đẹp anh em. Kính keng nha. Con này RAM 332, màn hình 5.5 inch. Pin con này là 3.5 inch nha. Chức năng full. Bản Hàn một SIM bản gốc, chưa nâng cấp. Đó, bỏ SIM vô là xài thôi. Chức năng thì không lỗi nha, ok hết ha. Đó, máy hiển thị rất là sạch nét. Riêng bán hàng luôn, con này đến giá 1.750, 1.75, có sạc đầy đủ. Tiếp theo là con Samsung A600 bản hàng màu xám lông chuột anh em, con này màu xám lông chuột ha. RAM 332 nha anh em, màn hình 5.6, pin con này là 3000. Mấy ngoại hình còn đẹp tầm 97 thôi, không có keng. Chức năng ok luôn. A600 bản hàng một SIM, góc một SIM luôn anh em. Con này ra đây cho nên giá 1.750, máy cũng còn rất là ok. Một con Xiaomi Redmi Note 7 vỏ ring này, vỏ ring kính riêng, kính có 1-2 cộng lông mèo. Con này bản RAM 464 nha anh em, trong 203 nha, RAM 464, màn hình 6.3, pin con này là 4000 ha, máy đẹp tầm 97.8, nếu mà vỏ cực đẹp luôn. Xiaomi Redmi Note 7 anh em, RAM 464, đây giới thiệu cho anh em coi nè. Sáu tư gì Xiaomi xài rất là chuẩn nha. Con này ra đi cho anh em 2.1 triệu nha, 2.1 triệu kèm sạc, nhắn lực cho anh em đầy đủ trước khi về máy. Rồi clip này cũng đã dài rồi, xin tạm dừng tại đây. Thân ái chào cả nhà, hẹn anh em clip ngày mai nha. Nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh mình nha anh em. Chào anh em.